Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mười Bán Xe. Hôm nay âm thanh Auto 424 lại tiếp tục quay cho quý anh chị một chiếc BMW 320 bản kỷ niệm. Chiếc xe này thì đặc trưng hơn chiếc xe sản xuất 2015, nhưng mà form nó cũng giống như nhau, nhưng mà giá cả thì bị chênh lên một chút, tại vì là phiên bản giới hạn, có màu đỏ nội kem, sản xuất 2015. Và chủ đã sơn lại 4 mâm màu đen nhám. Và mặt da lăng cũng rất là đẹp. Hôm nay giới thiệu cho quý anh chị là chiếc BMW 320 phiên bản kỷ niệm của chiếc xe này, gốc Sài Gòn. Và hiện tại là đang đóng biển Đà Nẵng 4325894. Và đang bán với giá là 920 triệu, giá có thương lượng nữa. 920 triệu giá có thương lượng. Và hôm nay em giới thiệu về phần đầu của chiếc BMW 320. Đèn hai pha bi LED này, đèn gầm. Và cam kết cho quý anh chị là chiếc xe này toàn bộ thân vỏ cực kỳ đẹp nhá quý anh chị nhá. Tiếp tục là nội thất của chiếc BMW 320. Nội thất kem rất sang trọng, mới và chạy được 5 vạn km, khá là đẹp, quá đẹp. Và chiếc xe này có một cái đặc trưng là đã có hắt kính nhỉ. Phiên bản giới hạn nó sẽ có hắt kính nha quý anh chị nhá. Chạy 5 vạn 2 km. Và chế độ Sport Eco Pro Map, có cả Google Map luôn, có cả Map luôn nhá, GPS. Tiếp tục vào bô lập giả, bô thể thao lập giả nghe rất hay. Đã lên 2 bô rồi. Cốp thì rất là rộng, phiên bản đấy ạ, nhìn khá là to. Camera theo xe, cảm biến xung quanh xe rồi. Đèn LCI, phiên bản này cũng không khác gì phiên bản LCI đâu. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Giá có thương lượng nhá quý anh chị nhá. Và chiếc xe là có động cơ 2 chấm. Và mình bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến chiếc BMW 320 sản xuất 2015 và đang mong muốn bán ra 915 triệu. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Anh chị nào cần thông tin chi tiết hơn thì liên hệ số điện thoại bên dưới giúp em. Cảm ơn quý anh chị ạ.